Xin chào các quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi chương trình Trao cơ hội nối ước mơ do Đài truyền hình kỹ thuật số VTC phối hợp cùng với công ty sổ số điện toán Việt Nam Vietlott thực hiện. Và ngày hôm nay tới với tỉnh Nam Định, xin mời quý vị sẽ cùng ghé thăm ngôi trường trung học cơ sở Đồng Sơn, một trong những ngôi trường top đầu của huyện Nam Trực. Trường trung học cơ sở Đồng Sơn thuộc xã Đồng Sơn trước năm 2015 gồm 3 trường: trường trung học cơ sở Nam Đồng, trường trung học cơ sở Bắc Sơn, trường trung học cơ sở Nam Thượng. Sau ngày 8 tháng 10 năm 2015, theo quyết định 3529 của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trực, ba trường trung học cơ sở Nam Đồng, trung học cơ sở Bắc Sơn, trung học cơ sở Nam Thượng được sáp nhập trở thành trường trung học cơ sở Đồng Sơn. Trong những năm gần đây, thì xã Đồng Sơn là một xã đã về đích nông thôn mới. Chính vì vậy mà cái tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo cũng được giảm nhiều. Cụ thể như năm học 2021-2022, đối với trường trung học cơ sở Đồng Sơn thì chỉ còn 3 em thuộc diện hộ nghèo và 15 em là thuộc hộ cận nghèo. Như vậy cái số hộ cận nghèo và số hộ nghèo cũng được giảm đáng kể. Đối với học sinh trường trung học cơ sở Đồng Sơn thì tất cả các em sẽ được đối xử như nhau và không để cho em nào tụt lại phía sau. Đặc biệt là quan tâm đến các em thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo. Từ khi mà sáp nhập đến nay thì trường trung học cơ sở Đồng Sơn, học sinh thi vào trung học phổ thông là luôn luôn đứng ở top đầu của huyện Nam Trực. Đấy. Đối với tỉnh Nam Định thì luôn luôn xếp trong top 50 trường trên 226 trường trung học cơ sở. Trường trung học cơ sở Đồng Sơn là một trong 5 trường trọng điểm của huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Và môi trường học tập tại đây thì luôn thúc đẩy ý thức tự giác, khám phá tri thức của các bạn học sinh để từ đó giúp cho các em chủ động hơn trên con đường học tập của mình. Trong khối lớp 9 của trường trung học cơ sở Đồng Sơn, lớp 9A5 có 31 học sinh với 6 học sinh giỏi, 12 học sinh khá. Trong lớp có 2 học sinh thuộc diện gia đình cận nghèo và 1 học sinh thuộc diện gia đình hộ nghèo là em Vũ Thị Yên. Khi mà tôi nhận lớp chủ nhiệm thì tôi thấy là học sinh Yên ở đây thì rất là ngoan. Em ấy là luôn luôn có ý thức, cố gắng, nỗ lực để học tập. Trong đội văn của tôi đang phụ trách là có 6 bạn. Thì là đối với em học sinh Yên ấy, tuy có cái hoàn cảnh khó khăn nhưng em không hề tự tin, là học sinh giỏi trong 4 năm liền. Yên hiện tại bây giờ là lớp phó lớp học tập lớp 9A5 và có một nhiệm vụ là kèm các bạn ngồi bên cạnh là yếu hơn. Bản thân Yên là một học sinh khó khăn mà cái kết quả học tập là giỏi thì cũng chính là một cái tấm gương là truyền cảm hứng cho cả lớp để phấn đấu. Với những nỗ lực trong học tập nhiều năm qua, Vũ Thị Yên liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện tại, em đang là thành viên đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện môn văn. Em thấy bạn Yên trong lớp là một người rất là hiền lành. Thân thiện với mọi người, rất là tốt bụng. Rất là quan tâm đến mọi người. Bạn rất thâm thị, siêng năng trong học tập. Ví dụ như môn Anh có một vài câu bạn chưa hiểu thì bạn không ngại và ra chơi, bạn ấy sẽ hỏi các bạn hiểu hơn để giảng cho các bài. Còn ví dụ em có một câu em không hiểu về môn văn hoặc là môn sinh sử địa, em có thể hỏi bạn đấy và bạn ấy rất là nhiệt tình giúp đỡ. Bạn ấy giỏi về những môn xã hội như là văn sử địa, môn gì bạn ấy cũng giỏi. Bạn luôn là người đứng ở trong top đầu lớp về thành tích học tập. Thưa quý vị, trong nhiều năm qua, tại huyện Nam Trực nói chung và tại xã Đồng Sơn nói riêng thì phong trào khuyến học luôn luôn được chú trọng. Không chỉ là các hoạt động khuyến học tại chính quyền địa phương, mà tại các dòng họ thì cũng có rất nhiều những hoạt động khuyến học để giúp cho các em học sinh có thêm động lực và thúc đẩy phong trào học tập. Vì thế mà đã có rất nhiều những em học sinh có thành tích học tập tốt, trong đó có em Vũ Thị Yên. Đồng Sơn là xã làm nông nghiệp, người dân ngoài 6 tháng làm vụ mùa, đi làm thêm một số nghề phụ. Mức thu nhập trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng một hộ. Hoạt động khuyến học tại Đồng Sơn được đánh giá cao, luôn nằm trong 5 xã dẫn đầu trên 20 xã thuộc huyện Nam Trực. Ngoài là tổng coi như thế là số hộ nghèo của Đồng Sơn ấy là coi như thế là được 36 người. Năm nay thì theo cái tiêu chí mới đầu nhiệm kỳ năm 2020-2025 ấy thì nó tăng coi như thế là 10 người. Này là tầm khoảng 46 người. Trên coi như thế là tổng số khoảng trên 5.000 hộ. Mẹ con chỗ chị Yến này ấy, thì hoàn cảnh nó rất là khó khăn. Mẹ thì cũng cấy là ruộng, ngoài cái ruộng là nó đi làm coi như thế là công coi như thế là ngoài cái lò gạch của anh Tống Đình Nguyện đây để thu nhập, tăng thu nhập lên để coi như thế là cho các cháu coi như thế là đóng học phí. Nhà tôi thì có 2 mẹ con có tiêu chuẩn ruộng, có 2 tiêu chuẩn thì có 36 ruộng. Đấy, 36 ruộng thì cháu làm vậy, 36 ruộng lấy thóc ăn. Vậy với lại làm thì có mỗi cái lò gạch.
thì ai người ta cũng biết mẹ của Yên điếc như vậy thì người ta giúp đỡ nó thì rất là khó khăn. Bây giờ nó lại bị bệnh khớp, đi làm cái này ban ngày đi làm này, đêm về thì tay sưng lên, tật cái này thì sưng lên thì khóc, khổ lắm. Còn cháu Yên ấy thì nó cứ nói là bà cho cháu học, nó bảo là cháu quyết tâm cháu phải học hết cấp 3, cháu phải đi đại học. Và bây giờ thật là bà không có tiền, vì tôi cũng không còn nhiều thời gian nữa, sức khỏe cũng quá kém rồi, cũng còn nhiều thời gian để mà lo cho các cháu nữa, vậy thì ai lo cho các cháu? Không có bố, mẹ lại bị khuyết tật. Từ nhỏ, việc học hành của Yên đều do ông ngoại hướng dẫn, dạy dỗ. Giờ ông đã qua đời, bà ngoại cũng đang ngoài 80, sức khỏe yếu, Yên không khỏi lo lắng cho tương lai của mình. Trước mắt thì em sẽ cố gắng học về thi vào trường Nam Trực, cố gắng học hết 3 năm cấp 3, rồi đi ra làm việc luôn, đi làm luôn, đi may rồi cho em đi học. Của em là bác sĩ, em muốn chữa bệnh cho nhiều người như giống như mẹ em. Em không có đủ điều kiện để đi. Em tiếc. Nhận thức về hoàn cảnh kinh tế gia đình, lựa chọn đầu tiên của Yên là từ bỏ ước mơ vào đại học để đi làm, kiếm tiền hỗ trợ mẹ để em trai có thể tiếp tục đi học. Em rất thương chị Yên, em mong chị Yên có nhiều sức khỏe tốt và học tập tốt. Sau khi ông ngoại mất, hoàn cảnh kinh tế gia đình Yên gặp khó khăn. Nguồn thu nhập chính của gia đình Yên là từ 3 sào ruộng khoán của bà ngoại và mẹ, một phần phụ thêm từ việc làm thêm tại lò gạch của mẹ. Em có được mấy điểm? 9 điểm khoán, cố gắng mà học. Công việc của mẹ em thấy vất vả, tại mẹ em bị điếc, không làm được việc gì, chỉ có làm gặt. Nếu làm ca sáng thì 4 giờ sáng dậy, có lúc thì 3 giờ đã phải làm, đi làm. Xong rồi trưa về, chiều thì lúc thì 1 giờ làm, lúc 1 rưỡi, rồi đến tối mới về. Sức khỏe của mẹ Yên không ổn định, vì vậy việc làm thêm ở lò gạch cũng thường xuyên bị gián đoạn. Hơn thế, thời gian qua, do đại dịch Covid-19 kéo dài, gây ra nhiều tác động tiêu cực đến đời sống người dân nói chung. Nhiều người mất việc làm, nhiều người phải tạm nghỉ, tạm ngưng sản xuất kinh doanh, hoặc buộc phải nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, dẫn đến giảm thu nhập. Việc này ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống gia đình Vũ Thị Yên. Ngoài thời gian ở trường, thời gian học ở nhà, Yên phải phân chia thời gian để kèm em học, hỗ trợ mẹ trong công việc nhà và công việc đồng áng. Vào năm cuối cấp trung học cơ sở, thay vì tập trung vào học tập, chuẩn bị cho kỳ thi chuyển cấp và hành trình vào giảng đường đại học, Vũ Thị Yên không khỏi băn khoăn, lưỡng lự. Còn thật nhiều khó khăn ở phía trước. 3 năm nữa, khi học xong phổ thông trung học, liệu Yên có thể tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình là trở thành bác sĩ hay phải dừng lại để chăm lo cho mẹ và em? Xin chào thầy cô giáo cũng như là toàn thể các em học sinh của lớp 9A5 trường trung học cơ sở Đồng Sơn. Và ngày hôm nay thì chương trình trao cơ hội nối ước mơ rất vui khi có mặt tại lớp ta để cùng trao một phần học bổng. Để nói rõ hơn về suất học bổng này cũng như là nói rõ hơn về những thông điệp của chương trình trao cơ hội nối ước mơ thì Vi Lâm xin được giới thiệu anh Phạm Văn Phương, đại diện của nhà tài trợ Vlog, sẽ có những lời chia sẻ cùng với tất cả các thầy cô cũng như là tất cả các bạn. Xin mời anh. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường, tất cả các em học sinh, hôm nay tôi đại diện cho công ty sổ số điện thoại Việt Nam đến để trao phần quà cho em Thị Yên, học sinh trường trung học cơ sở Đồng Sơn. Cũng là một cái phần quà nhỏ để giúp bạn thực hiện cái ước mơ của mình. Và như anh Nguyễn Lâm được biết thì tại trường trung học cơ sở Đồng Sơn thì cũng là một trong những trường top đầu, một trong những trường trọng điểm của huyện Nam Trực. Lớp 9A5 của chúng ta thì cũng có rất là nhiều các bạn học sinh có những thành tích học tập tốt này, tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi. Cho anh hỏi là
ở học kỳ trước thì có những bạn nào chúng ta đạt danh hiệu là học sinh giỏi nhỉ? Các bạn thể giơ tay. Những bạn nào chúng ta hiện tại đang ở trong đội tuyển học sinh giỏi các môn học khác nhau? Như vậy là lớp mình hiện tại đang có rất là nhiều các bạn tham gia vào các đội tuyển học sinh giỏi. Xin được cảm ơn các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần trao học bổng dành cho bạn Vũ Thị Yên. Và xin được mời bạn Yên sẽ cùng bước lên trên bục giảng để nhận phần học bổng tới từ chương trình trao trội ước mơ cũng như là nhà tài trợ công ty sổ số điện toán Việt Nam thì lót. Em rất là cảm ơn chương trình đã quan tâm và giúp đỡ em trong. Và em cũng cảm ơn tất cả mọi người. Thay mặt cho ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường Trung học cơ sở Đồng Sơn, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến đài truyền hình VTC, công ty sổ số Việt Nót đã quan tâm giúp đỡ cho em Yên có suất học bổng để trao cơ hội, trao cho em một cái ước mơ để sau này trở thành một người công dân có ích cho đất nước. Chúng tôi cũng rất trân trọng những tình cảm mà quý đài cũng như quý công ty Việt Nót đã quan tâm đến cá nhân em Yên, đến tập thể lớp 9A5 và Hội đồng Sư phạm Trường Trung học Cơ sở Đồng Sơn. Chúng tôi xin hứa sẽ không ngừng phấn đấu dẫn dắt tất cả các thế hệ học sinh ngày một tiến bộ, và cũng rất mong quý đài cũng như quý cơ quan Việt Lót sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhà trường cũng như các trường khác để các em có cơ hội đến trường, các em có cơ hội phát triển hơn.